Bộ Công an cảnh báo độc chiêu hack tài khoản ngân hàng qua tin nhắn, ai cũng phải cảnh giác. Cựu cán bộ huyện Chợ Mới nói có tội nhưng không tham ô. Vụ án ở Tịnh Thất, Bồng Lai, nhóm người nhận tiền từ thiện và sự thật gây sốc. Bộ Công an cảnh báo độc chiêu hack tài khoản ngân hàng qua tin nhắn, ai cũng phải cảnh giác. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tin nhắn SMS giả mạo thương hiệu gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo tới người dùng nhằm chiếm đoạt tài sản diễn ra rất phổ biến. Theo Bộ Công an, tình trạng tin nhắn SMS brand name giả mạo phần lớn xuất phát từ việc các đối tượng sử dụng trạm phát sóng BTS giả mạo để gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo tới người dùng với mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản. Các điện thoại với tính năng tự động kết nối vào các trạm BTS có cường độ sóng mạnh. Do cơ chế này nên các máy điện thoại tự động kết nối vào trạm BTS giả đang phát sóng ở gần. Các đối tượng đem thiết bị lên ô tô hoặc xe máy để di chuyển đến những nơi đông người, phát tán tin nhắn tới những thuê bao kết nối vào trạm BTS giả. Ngoài ra, các đối tượng có thể sử dụng các phần mềm spam tin nhắn iMessage để phát tán tin nhắn giả mạo thương hiệu đến người dùng sử dụng thiết bị có hệ điều hành iOS. Bên cạnh đó, do tính năng tự động nhận diện thương hiệu trên điện thoại, nên các tin nhắn giả mạo nhận được giống những tin nhắn chính thống đã nhận được trước đó. Nhận được tin nhắn mang tên các cơ quan tổ chức doanh nghiệp chính thống như Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietcombank, Techcombank, v.v. Bên trong chứa nội dung như tin nhắn thông thường của các cơ quan tổ chức, kèm theo đường dẫn giả mạo, đề nghị người dân truy cập, nhập thông tin tài khoản để chiếm đoạt hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị. Các trang web giả mạo thường chứa mã độc hoặc giả mạo trang web chính thống của cơ quan tổ chức yêu cầu đăng nhập tài khoản, nhập mã OTP nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Biện pháp phòng tránh: kiểm tra kỹ nội dung khi nhận được tin nhắn từ các cơ quan tổ chức, đặc biệt là các tin nhắn gây chú ý, trúng thưởng, cảnh báo, khuyến mãi. Không click vào đường dẫn có dấu hiệu đáng ngờ. Kiểm tra kỹ tên miền trang web trước khi đăng nhập thông tin tài khoản. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP với bất kỳ ai. Khi nhận được các tin nhắn có dấu hiệu bất thường, phải liên lạc ngay với đơn vị chủ quản của brand name thông qua hotline, gọi điện thoại đến cơ quan tổ chức liên quan để xác thực xem có phải trang web, ứng dụng là của họ hay không. Khi nghi ngờ bản thân có biểu hiện đang bị lừa đảo qua mạng, hãy tìm kiếm thông tin về các hình thức lừa đảo trên mạng Internet hoặc xin sự tư vấn từ bạn bè, người thân. Đừng ngại ngùng chia sẻ câu chuyện mình đang gặp phải. Người bên ngoài sẽ luôn có tâm lý bình tĩnh, tỉnh táo hơn. Trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ. Lưu lại tất cả thông tin lịch sử trò chuyện, các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội liên quan, sao kê giao dịch ngân hàng và cung cấp cho cơ quan công an khi trình báo. Cài đặt lại mật khẩu các tài khoản cá nhân trong trường hợp bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị tấn công, chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử. Cảnh báo cho bạn bè, người thân về hình thức lừa đảo mình đã hoặc đang gặp phải nhằm chủ động phòng ngừa. Cựu cán bộ huyện Chợ Mới nói có tội nhưng không tham ô. Thưa quý vị và các bạn, nhiều bị cáo là cựu cán bộ ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nói có tội nhưng không đồng tình với cáo trạng cáo buộc tội tham ô tài sản. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa vụ án tham mô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn ra xét xử sơ thẩm lần 2 đối với 23 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới và một số lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng. Trong các bị cáo có ông Nguyễn Hồng Viễn, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Chợ Mới và ông Vũ Minh Thao, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới. Các bị cáo còn lại gồm cựu Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cựu trưởng và Phó phòng Tài chính Kế hoạch, cựu Phó phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Chợ Mới, cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Tấn Mỹ, Hòa An, Hòa Bình, Hội An cùng các bị cáo là lãnh đạo công ty xây dựng, tư vấn thiết kế và cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, lập quyết toán khống gây thiệt hại 4,3 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới còn khoản nợ tiền tiếp khách, chi hoạt động thăm hỏi chúc Tết của nhiều năm. Cụ thể, nợ ông Lê Văn Dứt, chủ quán Út Lanh hơn 275 triệu đồng, bà Nguyễn Tuyết Phương, cán bộ kế toán công an huyện Chợ Mới 300 triệu đồng và tạm ứng của phòng tài chính kế hoạch hơn 1,3 tỷ đồng. Do đó, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các ông Ngô Hoàng Hiếu đã chết do bệnh lý trong quá trình điều tra, Vũ Minh Thao, Nguyễn Hồng Viễn, Nguyễn Văn Ven, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã chết trong quá trình vụ án đang được điều tra, Lê Quốc Điền, Phó Chánh Văn phòng, Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chánh Văn phòng để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ.
Tại các cuộc họp này, ông Hiền chỉ đạo chọn xã để yêu cầu Thành quyết toán kinh phí các công trình để lấy tiền gửi về cho Ủy ban Nhân dân huyện sử dụng. Đồng thời giao cho ông Viễn cùng Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện liên hệ chọn xã rồi tham mưu cho Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện. Sau các cuộc họp, ông Viễn trực tiếp hoặc phân công Ven, Điền hoặc Minh liên hệ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Hòa An, Tân Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về huyện. Thực hiện ý kiến trên, các bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã gồm Lưu Văn Khôn, xã Hòa An, Trần Hữu Đức, Nguyễn Thị Bích Liễu cùng xã Tân Mỹ, Đặng Thanh Bình, xã Hòa Bình, Bùi Minh Chi, xã Hội An đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp lập hồ sơ khống 13 công trình và giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công. Sau đó làm thủ tục quyết toán khống lấy tiền gửi về Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, nhiều bị cáo là cựu cán bộ huyện Chợ Mới cho biết bản thân có phạm tội nhưng không đồng tình với cáo buộc. Họ cho rằng việc phạm tội là do thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, theo chủ trương nhưng không trực tiếp bàn bạc, không chỉ đạo, chọn xã để quyết toán khống các dự án để lấy tiền gửi về huyện, đồng thời cũng không cầm tiền, không trục lợi cho bản thân nên không phạm phải tội tham mô tài sản như cáo buộc. Kết thúc buổi sáng, hội đồng xét xử ghi nhận các ý kiến của bị cáo và phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào buổi chiều. Vụ án ở Tịnh Thất, Bồng Lai, nhóm người nhận tiền từ thiện và sự thật gây sốc. Thưa quý vị và các bạn, Tịnh Thất Bồng Lai này được đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ đã gây chú ý mạnh mẽ từ công chúng và giới chức trách khi bị phát hiện nhiều hoạt động lừa đảo. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi động lại cuộc điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nơi này vào đầu tháng 7. Lê Thanh Nhất Nguyên, một thành viên của nhóm đã bị khởi tố và tạm giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tịnh Thất Bồng Lai đã thu hút sự chú ý và lòng thương cảm của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước bằng cách giả dạng là một cơ sở tôn giáo và nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Lê Thành Nhất Nguyên và các thành viên khác đã nhận hàng triệu đồng tiền mặt và hiện vật từ các nhà hảo tâm nhưng lại sử dụng cho mục đích cá nhân thay vì từ thiện như đã hứa. Trước đó, Nhất Nguyên đã bị kết án 4 năm tù vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, năm 1990, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, từ quê ở Châu Đốc, An Giang, lên cư trú tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và thành lập trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức. Tại đây, ông Văn và các thành viên đã mặc đồ tu hành và giả dạng là người già neo đơn và trẻ mồ côi để kêu gọi từ thiện. Đến năm 2007, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động do nhiều sai phạm. Trước đó, vào năm 2015, ông Vân đến sống tại nhà bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và thành lập Tịnh Thất Bồng Lai. Dù bà Cúc khẳng định nơi này chỉ là nhà riêng, các thành viên vẫn giả dạng tu hành và tiếp tục kêu gọi từ thiện qua nhiều kênh YouTube như Lê Thanh Huyền Trân Official, Nhất Nguyên Thiền Am bên bờ vũ trụ và Năm Chú Tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ. Sự xuất hiện của các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai trên truyền hình và mạng xã hội trong trang phục tu hành tự nhận là trẻ mồ côi đã gây xúc động mạnh mẽ khi năm trẻ từ Tịnh Thất Bồng Lai giành giải cao trong chương trình Thách Thức Danh Hài. Sự thương cảm và lòng hảo tâm từ công chúng đã tăng lên đáng kể. Nhiều tổ chức và cá nhân đã gửi tiền và quà từ thiện, nhưng những người tại Tịnh Thất Bồng Lai lại sử dụng cho mục đích cá nhân. Qua điều tra, công an phát hiện rằng hầu hết trẻ em tại Tịnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi mà là con ruột của các thành viên trong nhóm. Ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc loạn luân với hai con gái ruột và sinh ra 6 đứa trẻ. Ngày 19 tháng 4 năm 2024, ông Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân. Thêm vào đó, bà Cao Thị Cúc đã thực hiện thủ tục nhận nuôi trẻ mồ côi, nhưng sau đó bị tranh chấp quyền nuôi dưỡng từ người thân của các cháu bé. Trong năm 2020 và 2021, nhiều đơn thư tố cáo đã được gửi đến cơ quan chức năng, cáo buộc nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, anh Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con trai của ông Lê Tùng Vân, đã tố cáo bố đẻ của mình về các hành vi lừa đảo và loạn luân. Cuộc điều tra trở nên phức tạp do các hành vi vi phạm diễn ra trong nhiều lĩnh vực và có liên quan đến tôn giáo, chức sắc trong Phật giáo và khoa học di truyền. Vào tháng 7 năm 2022, Công an tỉnh Long An tạm đình chỉ xử lý đơn tố cáo về hành vi lừa đảo do tính chất phức tạp của vụ án, nhưng sau đó đã khởi tố vụ án hình sự vào tháng 10 năm 2022. Tịnh Thất Bồng Lai này là Thiền Am bên bờ vũ trụ, trong suốt khoảng thời gian dài đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà hảo tâm thông qua việc giả dạng tu hành và trẻ mồ côi.
các thành viên của nhóm này đã sử dụng số tiền từ thiện cho mục đích cá nhân, vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và công an kêu gọi các nạn nhân liên hệ để cung cấp thông tin phục vụ mở rộng điều tra.